Sau nhiều ngày thấp thỏm lo âu, cộng đồng mạng vừa được fan thở phào nhẹ nhõm khi hay tin Hằng Du Mục đã thắng vụ kiện. Đáng chú ý, có nguồn tin cho biết chồng cô phải lãnh án 3 năm cho hành vi của mình. Cuộc hôn nhân bất ổn giữa Hằng Du Mục và chồng Tôn Bằng chính thức đi đến hồi kết vào hôm nay 20 tháng 8. Còn nhớ từ sau khi công khai những hình ảnh bị hôn phu tác động, nữ TikToker liên tục có những động thái để chuẩn bị cho phiên tòa ly dị. Cả người trong cuộc lẫn người ngoài đều nhận thức được mức độ căng não của phiên tòa này với tương lai của cả năm mẹ con chiến thần chốt đơn. Được biết trong những ngày qua, sức khỏe của Hằng Du Mục đã ổn định và được xuất viện. Theo tiết lộ của Nguyễn Minh Hiển, em trai hot TikToker, cô đã chuyển sang nhà mới, đang được cơ quan chức năng bảo vệ. Để an toàn hơn, bà mẹ hai con đã đề nghị luật sư yêu cầu tòa án tăng cường bảo vệ cho mình và các con khi Tôn Bằng được thả. Cho tới mới đây, trong sự chờ đợi của rất nhiều người, tài khoản của bố ruột Hằng Du Mục đã cập nhật thông tin rất quan trọng về phiên tòa hôm nay. Theo đó, ông Nguyễn Công Hảo cho biết Hằng đã giành được quyền nuôi cả 4 người con, trong đó có 2 người con đẻ và 2 người con riêng của chồng Trung Quốc là Dịch Dương và Nhất Dương. Trước kết quả này, ông Hảo cho biết bản thân đã bật khóc như con nít khi con gái báo tin. Nhân tiện, ông gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời cảm ơn cộng đồng mạng đã quan tâm và luôn động viên gia đình mình suốt thời gian qua. Sau thông báo của bố ruột, Hằng Du Mục cũng có chia sẻ chính thức trên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết, hôm nay tất cả mọi người thân cận bên Hằng đều đã khóc khi nghe kết quả. Hằng tận sâu trong lòng cảm ơn ba mẹ, anh chị, người thân, bạn bè và các bạn fan yêu thương mà có thể Hằng chưa từng gặp bao giờ đã luôn sát cánh bảo vệ và động viên. Chúc cho chúng ta của sau này sẽ sống tốt và ưu tú lên mỗi ngày. Bên cạnh đó, nữ TikToker cũng bày tỏ sự bức xúc với những thông tin sai sự thật nhắm vào cô và gia đình suốt thời gian qua. Cuối lời, Hằng Du Mục còn không quên gửi lời xin lỗi đến những người vô tội bị kéo vào câu chuyện của mình. Hằng không thành công như mọi người nói, Hằng là một người thất bại nên mới ngồi đây để viết những dòng này. Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này là quá lớn và hôm nay Hằng ra đi tay trắng nhưng đổi lại là 4 đứa con trai là điều kiện duy nhất của Hằng. Những đứa trẻ chưa bao giờ sai cả, mỗi người đến với nhau và đồng hành được với nhau bao lâu đều cần duyên nợ. Đã từng tổn thương những gì hãy để lại cho quá khứ. Xin đừng nhắc lại và đừng tiếp diễn những tổn thương, hot TikToker bộc bạch. Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng gửi lời chúc mừng đến chiến thần chốt đơn cùng gia đình. Có người còn không cầm được nước mắt khi đọc những chia sẻ từ tận đáy lòng của cô. Đáng chú ý, cũng tại phần bình luận dưới bài đăng của Hằng Du Mục, có tài khoản cho biết Tôn Bằng phải lãnh án 3 năm cho hành vi sai trái của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, comment này đã bị ẩn hoặc xóa mất. Không biết thực hư ra sao, nhưng hầu hết dân tình đều vui mừng khi nữ TikToker giành được quyền nuôi dưỡng các con. Vào sáng sớm ngày 20 tháng 8, Hằng Du Mục đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trước khi nhận quyết định ly hôn từ tòa án, 10 phút nữa. Lời cầu nguyện từ đáy lòng và giờ đây mong ước của cô đã thành sự thật. Dù phải ra đi tay trắng nhưng có lẽ đó lại là điều tốt với năm mẹ con nữ TikToker vì mọi vật chất đều có thể kiếm lại được. Thời gian qua, Hằng Du Mục tạm ngừng công việc livestream để chuẩn bị thật kỹ cho vụ ly hôn. Trong khi đó, em trai chiến thần chốt đơn hé lộ khi giải quyết xong những vấn đề hôn nhân ở Trung Quốc, cô nàng sẽ quay trở lại livestream và về Việt Nam làm việc tiếp.